khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Cienco 5 thuộc địa bàn giáp danh giữa xã Cự Khê, huyện Thanh Oai với phường Phú Lương, quận Hà Đông, khoảng 20 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Nhóm thanh thiếu niên đã gây tai nạn cho một nam thanh niên. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với tổ tuần tra đã bắt giữ được toàn bộ 18 trên 18 đối tượng. Ngày 24 tháng 6, cơ quan điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.